Ủa nó nghe nè, sao bây giờ có chương trình là hẹn hò kết nối qua tổng đài điện thoại đúng không? Bộ sản phẩm tăng chiều cao Fitin hiệu quả nhờ chứa bộ 3 canxi nano, vitamin D3 và MK7. Mê anh nào dạng Thu Dead Boy? Tôi muốn biết người đàn ông đó nha. Bí mật à? Anh Đức phải không? Không phải. Rõ ràng là anh Đức. Nói lộ hết luôn rồi. Chỉ có anh Đức mới có một sức hấp dẫn kinh khủng khiếp thiệt như à? Vậy. Thiệt à? Thiệt luôn hả? Anh Đức thiệt hả? Trời ơi. Lắm không nói không? Anh Đức ơi. Đức ơi. Con người thương mày rồi Đức ơi. Con nhỏ bẽn lẽn kìa. Ôi cao xanh đã thấu lời nguyện cầu của A Xì. Đức ơi. Đức đào bao con ơi. Mê anh Đức thiệt hả em? Mê anh Đức thiệt hả? Trong chưa? Đi giây phút đi mơ hồng. Gọi đi luôn. Đây rồi, gọi xin lời hiếu. Con, hiện tại là con đang có một cái lợi thế duy nhất. Đó là xinh đẹp là về ngoại hình. Thứ hai là mối quan hệ. Con hiểu chưa? Tại vì sao con đã thân với anh Đức, mà anh Đức là gì? Bạn thân với Thành, làm nghề rất là nhiều năm. Đức chỉ cần nói Thành, Đây 100 triệu cho Thành là có liền. Quẩy. Alo, Đức hả? Tao đang gọi đến cho mày từ chương trình Thách Thức Danh Hài. Giọng nói của mày đang lên sóng truyền hình đây. Ồ, thế à? Mày đang làm gì đó? Ờ, mình đang đi quay phim. Sao tao nghe vang quá vậy? Em trong toilet quá vậy? Đang nằm ở trong phòng make up, thay đồ, đợi chờ. Cái mặt mày make up làm chi cho mày tốn phấn người ta? Được rồi, nghe. Lên là phải ăn đèn để ăn hình chứ. Đức ơi, tao nói mày nghe nè Đức. Sao? Đang quay một cái chương trình Thách Thức Danh Hài. Có một cô bé thí sinh 18 tuổi, đẹp như chi bu, mà con bé nói thích mày mới chết. Đức ơi, tao chết rồi Đức ơi. Em bé nó... Đương nhiên có rất là nhiều người đẹp thích tôi chứ đâu phải là... Trời ơi. Ủa sao vậy? Cái chuyện đó là một chuyện hết sức bình thường. Khán giả vỗ tay mày quá rồi Đức. Bây giờ tao nói nè, cô bé này nói là cái lý do tao hỏi tại sao đẹp như vậy mà mê hài, nó là vì yêu mến, yêu thương một anh trong hài mà phải theo hài luôn, cãi cha cãi mẹ để theo. Khi ngày hôm nay vượt đường lội suối mà khỏi ai ra, anh Đức cười bẽn lẽn gật đầu chết mày chưa. Giờ làm sao? Bây giờ có chịu không? Hả? Bây giờ có chịu? Thấy dạo này mày tham gia chương trình hẹn hò gì mà tao từ chối mày quá trời đó. Bây giờ có chịu nhỏ này không? Ủa nó nghe nè, sao bây giờ có chương trình là hẹn hò kết nối qua tổng đài điện thoại đúng không? Ủa đây là tổng đài kết nối yêu thương hay gì vậy? Không phải, Thách Thức Danh Hài. Nhưng mà bây giờ con bé nó thương anh Đức quá. Bây giờ hỏi là có thể nào gặp anh Đức một lần trong đời được không? Anh Đức dẫn em bé đi ăn cái gì đó. Trời ơi, bây giờ chương trình hẹn hò luôn hả? Thách Thức Danh Hài là có bonus thêm chứ một hẹn hò hả? Trời ơi, chương trình có tiền lắm. Đại đài thọ mày đi ăn, mà chỉ là đi ăn thôi. Một món quà tại tinh thần cho em gái thôi đó, chịu không? Trời ơi, tôi cảm giác tôi đang bị gài vậy trời. Mày không bị gài, mày đang bị dụ vậy thôi. Trời ơi trời, lỡ mày muốn bé được được vòng mấy bao nhiêu tiền? Bây giờ nè, chương trình là hài thiệt luôn đó. Cái cuộc hẹn này là làm xong tới là hài luôn đó. Bây giờ Đức nè, không còn biết là mối quan hệ này sẽ đi tới đâu, nhưng hãy nói một lời nào đó chúc em bé trước khi nó thi nè. Nói thật to đi nè. Là bây giờ bé nó thi chưa? Nó chưa thi đó, là nhờ mày động viên đó. Nhiều khi mày động viên xong nó rớt vòng một đó. Nói cho cẩn thận nè, nói cho tình tứ lên cho em bé nó có niềm tin anh Đức nè. Em ơi, nãy giờ là... Em trả lời anh Đức nè, 2, 3. Alo. Em ơi, nãy giờ là biết mọi người cũng cười vì em nhiều chưa? Nếu mà đã cười rồi thì hy vọng là vô quá thi đó. Cười mạnh mẽ hơn nữa. Mọi người sẽ cười rầm rộ hơn. Sao mạnh mẽ mà mày không mạnh mẽ vậy đó? Cho em có thể kiếm tiền rồi sau đó rồi muốn hẹn hò gì thì hẹn sao nghe. Ok quay tốt nha. Thank you. Thấy chưa, em ngại lắm. Nói gì nữa, không có gì phải ngại em ạ. Tình yêu là phải nắm bắt, nó không tự chạy tới đâu. Em thấy anh Đức không? Anh nói với em như vậy thôi chứ anh biết là anh có thiện cảm rồi đó. Thi đi.
thi rớt rồi về lẹ đi ăn với anh Đức nè. Rồi chúng ta sẽ ghi nhận cái này xíu. Đang điện Đức. Ủa vậy? Trời ơi Đức ơi, sao nó hên quá. Nói gì nói phải làm liền chứ để nó chối à. Alo. Alo. Đức ơi Đức. Nói dạ, nói dạ. Giờ á đang làm cái vụ này, có một đứa nó ra nó ca, cái người ta thử coi coi nó ca hay ca dở. Đứa đó ca dở thì Giang thắng. Đặng nhỏ đó sẽ mua đồ cho Giang ăn, năm chú phải nói về trước. Còn nếu như mà đứa người đó ca hay thì nhỏ đó sẽ đi ăn với mày một đêm ngon nha. Không có nào mà sao sẽ đập vô tao. Không phải bà Lê Giang đâu, miệng đâu. Miệng đâu. Một buổi bao đám đẹp. Bao đẹp, bao thơm. Bao thơm. Em đáng đẹp không? Còn chưa, chỉ sợ nghe đẹp cái đó. Em thích ai Đức? Giờ thích ai thì cho mày đoán đó. Chương trình không lẽ gì, Hiền Hồ hả? Hay chưa? Trời ơi, đã nói mà, trời ơi. Đức là sống mấy chục năm chỉ đợi Hiền Hồ thôi. Nếu Hiền Hồ thua, Hiền Hồ hoàn toàn đồng ý đi ăn với mày một đêm. Bây giờ quan trọng là mày... còn thua Trường Giang lo, kệ. Đừng quan tâm với Trường Giang. Bây giờ quan trọng là mày có chịu đi ăn tối với Hiền Hồ hay không? Gì? Okay không? Gì? Gì mà có chịu, không chịu thì thôi. Bây giờ nè, có chịu đi ăn với con gái tao không? Máy đứng chết. Xạo, đòi dậy đi, cúp máy nha. Cảm ơn. Nó nghe là Thành, bây giờ có cách nào ra bỏ nhỏ với con bé số 4 hát thiệt dở cho anh không? Thôi, em ở đây bao nhiêu người nhìn thấy thôi. Rác ráng cả dở đến cho 1 triệu. đi về với anh. Em đi cho, về. Em mời anh đi ăn đi 5 về, bữa đi. Luôn. Trời ơi. 2 triệu. Giờ là em sợ đi ăn với anh Đức hơn với anh bạn này hả? Thôi dạ. Anh đi. Trời ơi, bộ đấu giá hả? Đấu giá đi ăn hả? Ăn 5 bữa đâu có bằng cái nghề không? Anh Giang dẫn em vô nghề làm diễn viên. Đi về. Dạ thưa quý vị, coi như cái kèo đã lập xong. Còn nếu mà em thắng là anh này phải, anh một Giang năm. Phải mua đồ ăn em 1 năm. Chơi. Kèo đã được vì lập. Vì cá này, càng cua này. Whatever. I like. Chris. Dạ. Em có ngửi được mùi gì không? Mùi mãn nguyện. Gọi cho Đức đi. Điện liền. Chị. Điện liền cho Đức đi. Bất ngờ thật. Đức bất ngờ ơi. Thật sự. Ba chỉ nói mày nghe một hung tin như thế này. Dù mày đang làm gì, mày cũng phải giữ bình tĩnh. Sử dụng phần tiền còn lại của đời mình set up một chầu ăn tuyệt vời nhất dành cho nữ ca sĩ Hiền Hồ bởi vì chầu ăn đã được set up mà Hiền Hồ đã đồng ý. No, Hiền Hồ sẽ trả tiền chứ. Cái gì? Ủa là sao? Ok luôn. Hiền, dạ. Nói chuyện với anh Đức một câu để anh yên lòng. Nói. Em nói đi anh. Alo. Nghe mà. Đức ơi, em nó nói với mày kìa. Sao? Nói đi kìa. Alo. Ủa, em. Ôi. Cái giọng nó khác liền lập tức. Ôi, gì em nè. Sao tự nhiên em để mọi người gài kèo gì vậy? Em nè. Bình tự đi ăn được mà. Bình tự mời nhau đi ăn được mà. Thôi nó gài được rồi thôi. Nín đi mày đặt nó rồi nó quỷ bây giờ cái thằng. Ok, chấp nhận. Ok, vậy nha, cảm ơn Đức. Sẽ đắp giờ đi nha. Rồi. Thôi. Nói chung là em giữ chữ tính.